Bọn mình đang có mặt trên đường Trần Phú nhá. Và trước tiên muốn vào khu du lịch này thì các bạn nên theo dõi video này vì con đường khá là khó đi. Tới Trần Phú rồi các bạn, là quẹo vào đường Hoàng Diệu nhá. Quẹo vào đường Hoàng Diệu, hướng đi là hướng đi sân bay nhá. Và rồi mình tiếp tục đi nhá. Sau khi qua khỏi Hoàng Diệu, chúng ta rẽ trái vào Bùng Binh. Bùng Binh là Bùng Binh Nguyễn Đức Cảnh. Chạy thẳng vào đường Nguyễn Đức Cảnh nhá các bạn nhá. Sau khi qua khỏi đi thẳng luôn. Sau khi qua khỏi Nguyễn Đức Cảnh thì các bạn chạy thẳng vào đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Đây mình đang có mặt trên đại lộ Nguyễn Tất Thành. Mình đang có mặt trên cầu Bình Tân. Sau khi qua khỏi cầu Bình Tân, các bạn cua phải tiếp tục hướng đại lộ Nguyễn Tất Thành. Rồi trước mặt vật mình là cái đoạn núi cao. Đi qua nữa luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi khúc A3 này nhá, khúc A3 này các bạn cua phải. Cua phải ở đây. Rồi này, thẳng luôn. Cua phải này là cua phải hướng vào Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng. Trong khu vực này thì sẽ có hai khu du lịch. Khu du lịch Hồ Canh Hà cũ, bây giờ đổi tên là khu du lịch Galena View. Và khu du lịch nữa là khu du lịch Tàu Ngầm. Đi qua khỏi khu du lịch Tàu Ngầm thì các bạn sẽ đến Trường Lái Hồng Bàng. Qua khỏi Trường Lái Hồng Bàng là khu du lịch một khu du lịch nữa mà mình quên mất tên, để tí mình nhớ ra mình tiết lộ. Và tiếp tục đi thẳng. Lấy mình nói nhầm nha, các bạn tiếp tục đi thẳng, không cua trái nhá, đi thẳng. Đường này rất khó đi, rất nhiều xe tải và xe con đó. Tại vì đường này là đường tập lái của Trường Lái Hồng Bàng nhá. Đường này rất chi là sốc. Các bạn đi chú ý quan sát nhá. Nên đội mũ có cái chụp và mang theo khẩu trang cùng mệnh kính nhá. Đường rất khó đi. Quá rồi khó. Đây là trong này này. Nghe gì có tàu ngầm á? Không được tàu ngầm á. Thứ nào? Không phải, nhầm rồi. Hướng này này, cá không? Cá không? Rồi, đây mới là cua trái các bạn ạ. Sau khi chạy một quãng đường khoảng 4 cây số thì đây, đây có một cái bảng to đùng màu xanh đây. Khu du lịch Tàu Ngầm. Cua trái 3 km. Ok, cua. Đây, cua đây. Có hai lối rẽ nhá. Có hai lối rẽ An Lạc và khu đây. Khu đây là không có tên đường. Các bạn chạy thẳng hướng này. Hướng lên núi nhá. Đi rồi mà quên hoài. Bây giờ mình nhớ ra là qua khỏi khu du lịch Tàu Ngầm là có một khu du lịch nữa, đó là khu du lịch Hoa Thành. Hoa Thành là ở cuối đường này bên tay trái luôn. Các bạn cố gắng lên nhé, còn khoảng 1 km nữa. 1 km nữa, quãng đường rất khó đi, đi thẳng luôn. Giờ mình nhận thấy rồi, từ xa xa mình nhận thấy rồi. Đây, làm hướng trên núi. Đó. Sau đúng là 42 phút. 42 phút là mình đã tới được chân khu du lịch. Rồi, cua trái. Cua trái là vào khu du lịch. Ở trước đó là tên là Suối Lùng. Xong rồi khu du lịch này là đắp đập bè bờ chặn suối lại và tạo thành khu du lịch là khu du lịch Tàu Ngầm. Bạn lưu ý là khu du lịch này là mở cửa là từ 14 giờ cho tới 22 giờ hàng ngày nhá. Thời gian mở cửa là hơi bị kỳ cục. Rồi đây, đây con suối nhỏ. Chỗ này mùa mưa mới có nước thôi. Thẳng luôn. Thẳng lên núi luôn.
sẽ tìm chỗ gửi xe. Tìm chỗ gửi xe xong rồi mình sẽ quay lại cho hết cho các bạn xem. Trên đây mình thấy có nuôi gà nhá, hoặc là gà của nông dân nhá. Những gà tre, những gà tre. Hai vị khách Tây. Có hai vị khách Tây là đã vào và bây giờ là ra. Hello. Ở đây bãi gửi xe đây. Hello. Very very good. Very beautiful. Oh, okay. Cảm ơn. Спасибо. Tất cả. Sau 10 giây phỏng vấn anh chị người Nga thì anh chị khen ở đây là rất đẹp, rất tốt và rất là beautiful. À, gió rất mát các bạn ạ. Hôm nay gió rất mát. Đây là khu vực gửi xe. Và phía sau lưng mình là toàn cảnh khu du lịch. Và giờ mình sẽ vào mua vé nha các bạn nhé. Hôm nay đang trong thời gian khuyến mãi cho nên là mình sẽ xuất trình chứng minh để mình được giảm và được ưu đãi. Ở đây đúng rồi, chứng minh của em đây, người Khánh Hòa. Một bạn Khánh Hòa và bạn không phải Khánh Hòa. Thế có giảm được cả hai được không? Không gì? Giảm được cho cả hai hả? Đúng rồi hả? Ôi dễ thương thế. Alo. Ôi dễ thương quá trời, dễ thương luôn á. Dạ. Alo. Vâng, vâng, dạ cảm ơn chị nha. Mình đi đi cùng người Khánh Hòa cũng được giảm đấy các bạn nhá. Giảm cho cả hai luôn. Cảm ơn chị. Đây nha, đây là bảng giá mà Phi chưa giảm đấy các bạn nhá. Bạn nào người Khánh Hòa thì dắt bạn bè ở tỉnh khác đến thì quầy vé cũng cố gắng hỗ trợ là giảm đồng giá luôn. Đang trong thời gian khuyến mãi nhá. Đây nha, đây là tấm vé của chúng mình nhá. Trên vé là có bản đồ luôn. Đây đây. Trực tiếp vào quầy vé. Vâng, anh bảo vệ dễ thương. Cảm ơn anh nhá. Đi thẳng vô. Có hướng là quay thế là chú Hề nhá. À, lối tham quan là đi theo chú Hề kia. Đầu tiên là mình thấy những chú chim. Những chú chim ở đây. Và có một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Đây là tôi ghi rất rõ là Welcome to khu du lịch tàu ngầm. Đây, em cầm hai vé luôn. Đó. Mình sẽ đi một vòng theo chỉ dẫn nha. Đây. Đầu tiên là hai con trâu. Hai con trâu và một đống rơm. Đống rơm này, đống rơm kiểu như ở quê á. Đống rơm để cho trâu ăn. Rồi, mình sẽ đi theo chú Hề này. Đây là chú Hề. Và đây là lối tham quan. Đó. Ở đây có anh Mr. Bean. Mr. Bean là hướng dẫn chỉ các bạn đi theo lối này. Đây, Mr. Bean. Đó. Tiếp tục là mình thấy một con ốc sên. Đây là một con ốc sên. Rồi mình tiếp tục đi thẳng nhá. Mình đi tiếp tục đi thẳng theo cái hướng mà có những bậc thang này. Đó. Những dòng suối nhỏ róc rách nha các bạn nha. Cái trên là mình thấy mấy con cò này. Mấy con ốc sên siêu to khổng lồ này. Siêu to luôn. Mấy chú cua này, cua này là cua đá này. Cua đá nằm trong hang đá này. Đây là mấy con ốc sên nha. Mấy ốc sên quá trời to các bạn ạ. To quá trời to luôn. Đây, to quá trời to luôn. Rồi mình tiếp tục đi thẳng. Tiếp tục đi thẳng qua những cây cầu. Ốc sên to lắm, to cực to luôn. Đó, nghe tiếng suối rất đã. Mình nhớ lại cách đây khoảng 1 năm thì trên đây là rất chi là tồi tàn và xấu. Chỉ có một dòng suối nhỏ chảy qua đây thôi. Nhưng mà sau 1 năm có những bàn tay của con người tạo lên một dòng suối và một khu du lịch là tuyệt đẹp. Đây là những chú voi. Những chú voi được mang từ Bôn Đôn xuống luôn. Rồi, đầu tiên là mình thấy mấy chú voi. Tiếp tục đi nhá. Bước tham quan. Tiếp đến là
những chú đà điểu. Chú đà điểu được chạm khắc tinh vi. Rồi. Những bông súng, những bông súng đang được trồng. Một đàn rùa, một đàn rùa đang rùa này, rùa núi. Phía xa xa kia có những chú hươu sao. Này buổi tối đẹp lắm, buổi tối người ta phát điện lên đẹp lắm. Mình chơi tới 4 giờ liệu có điện chưa nhỉ? Có một lối đi là xuyên qua cây me này luôn. Đây, xuyên qua cây me. Chào nha, chào các bạn nha. Ồ, chiếc này là cái giường. Này là gọi là giường tình nhân. Các bạn có thể ngồi đây chụp hình trên những cái giường này. Lối đi là rất chi là vòng vèo này. Đó, lối đi rất chi là vòng vèo. Không được sắp xếp đi thẳng mà là sắp xếp đi vòng vèo qua đây. Đó. Đi vòng qua những cái cây này. Bạn chú ý nhá, sợ trơn nhá. Đây. Đi vòng qua đây. Mình thấy một con cún con. Đây, khu vực sống ảo cho nhiều người. Từ độ cao 2 mét nhìn xuống phía dưới dòng suối. Ở đây là bắt những bóng điện ở trên cây, bắt là giấu mình trên cây. Đó. Buổi tối là ánh điện là ánh điện đỏ nhá, mang đến một phong cách là cổ kính nhá. Nhưng mà mình đi ban ngày thì mình sẽ không ở lại vào buổi tối được. Nên là các bạn xem những video khác thì sẽ có những cái ánh đèn vào buổi tối sẽ đẹp hơn. Còn mình đây là mình đi ban ngày, và rồi mình tiếp tục đi. Giờ mở cửa là 2 giờ đúng không? 2 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Hai con như sao á? Hả? Hai con. Hai con. Để nói đi. Để đã đi. Hồ cá tầm. Mấy có cá tầm không thì không biết. Sẽ ghi là hồ cá tầm. Một em bé ngồi đây. Sao em không đi tham quan mà ngồi đây? Đi hết chưa? Ở đây có cả trồng cả lúa đấy các bạn nhá. Có cả cái đồng lúa nhỏ nhỏ này. Đó. Đây là khu vực nhà hàng. Đây là một cái nhà hàng gọi là nhà hàng ven suối. Đây, cái này là hồi xưa mình đi cái đây một năm trước là họ xây này xong trước. Chú trứng của những con chim yến. Khánh Hòa là xứ người, xứ trầm hương, non cao biển rộng, người thương đi về, yến xào
mang đậm tình quê, sông sâu đá tạc, lời thề nước non. À, bên cạnh dòng suối này thì có những chú bộ đội dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ là đang đứng ở góc bên kia. Rồi mình sẽ sang tận nơi. Bạn mình là thích chụp cây ha. Chụp cây, chụp chụp hoa thôi. Đây. Đây là Bác Hồ. Bác Hồ đứng chỉ đạo. Đứng chỉ đạo đội quân đội các chiến sĩ. Đây. Người cầm súng dài này, người vác đạn này, người thì vác tên lửa này. Đó. Rồi, tiếp tục đi lên. Rồi, sau một năm rồi mình lại trở lại con đường này. Con đường này là con đường sơn, được sơn bằng ba thợ sơn người ở Huế. Hồi xưa mình đi là mình được thông báo như thế. Mình được trực tiếp gặp các anh luôn. Ba thợ sơn người ở Huế vào đây sơn, sơn túc tắc trong vòng 2 năm để ra con đường này. Trên con đường này thì có tất cả những khu di tích lịch sử ở Nha Trang đã được vẽ một cách tỉ mỉ trên đây. Đầu tiên là vẽ nhà thờ núi. Đây các bạn, trước mặt chúng ta đây. Vẽ nhà thờ núi. Mình đã phỏng vấn trực tiếp ba anh cách đây khoảng 1 năm trước. Đây, đây là nhà thờ núi. Từ bậc lên này, đấy. Từ những bậc lên cho tới tận nhà thờ là đều được vẽ bằng tay. Đây là con đường lên nhà thờ núi. Đều được vẽ bằng tay nhé, rất chi tiết nhé. Ba người thợ vẽ sơn mài ở Huế, vẽ miệt mài trong vòng 2 năm. Rồi, để ra con đường của chúng ta. Những chú bạch tuộc gần như là biết nói này, đó, biết bơi luôn này. Đó, phía xa của chúng ta là nhà thờ núi. Rồi, mình tiếp tục mình lên trên. Đây là quang cảnh từ trên nhà thờ núi nhìn xuống này. Nhưng mà lưu ý là nhà thờ núi trong khu du lịch tàu ngầm nha. Đây. Đó. Kia có hai cô bé đang thả diều. Mà vô tình là thả diều và là mắc trên đây. Đó. Mắc ở trên đây. Đấy. Thiết kế là mắc ở trên đây. Đó. Đây là con đường này. Con đường sơn mệt mài trong 2 năm. Đó, toàn cảnh khu du lịch. Tại thì mình đang đi bên cạnh con đường sơn mài ở trong khu du lịch tàu ngầm các bạn nha. Chung là mùa này khuyến mãi 50.000 cho người Khánh Hòa thì rất xứng đáng các bạn, rất xứng đáng với lại tấm vé 50.000, kể cả 100.000 thì cũng đáng, tại người ta đào lấp và sang như thế này mà xây sửa như thế này chung cũng rất đáng. Mình tiếp tục mình lên tham quan tiếp con đường này nhá. Bây giờ mình mãi đi mà mình quên không quan sát. Ở khu vực này là có một cái hồ bơi. Có một hồ bơi và khách là ăn uống và uống cà phê và bơi xung quanh khu vực cái hồ bơi này. Đó, đây là quang cảnh khu vực hồ bơi nha. Hồ bơi này là chắc chắn là xây ra để tắm chứ không phải là xây ra để chơi. Để mình hỏi lại
nhân viên xem là có được bơi không nha. Chắc chắn là có được bơi. Rồi, tiếp tục lên. Tiếp đến là những chiếc xe Vespa cổ, những chiếc xích lô được vẽ lên đây. Xa xa kia là cổng thành Diên Khánh nhé các bạn nhé. Cổng thành ở Diên Khánh được vẽ lên đây. Xa xa kia. Ủa chị cho em hỏi cái hồ bơi có được bơi không? Hồ bơi có được bơi hả? Thoải mái đúng không? À rồi em hiểu rồi. Dạ, rồi. Ga Nha Trang nha, được vẽ trên đây nhá. Đây là ga Nha Trang. Theo như mấy chị công nhân là hồ bơi là bơi hết mình luôn. Bơi từ sáng nhưng mà hơi có gì nó sai sai á. Hai là chiều cũng mở cửa mà sao bơi từ sáng được. Đây. Thì những cái này con mèo đúng không? Con mèo hay con quái thú đấy. Những con mèo nằm im trong những vách núi này. Những con hươu này. Những con linh dương này. Đây có một cây cầu. Cây cầu này khá đẹp các bạn ạ. Cây cầu này đứng chụp hình sống ảo thì tuyệt vời luôn. Đây. Đây là khu vực cây cầu. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây. Này có mẫu đứng đây thì tuyệt vời luôn. Nhưng hôm nay rất tiếc là mình không rủ được mẫu đi cùng. Phía xa xa có mấy anh chị đang là kiểu như là đội đá vá trời đây. Đó. Rất đẹp. Tiếp tục là mình sẽ tham quan là vườn thư pháp, công viên Phật và phố đi bộ Nha Trang. Rồi. Tiếp tục mình lên trên. Rất nhiều điểm check-in các bạn ạ. Rồi tiếp đến là Vinpearl Nha Trang. Đây là tòa nhà Intocom. Chứ không phải Vinpearl. Tòa nhà Intocom. Đây là một chiếc xích lô. Xích lô siêu to khổng lồ. Trèo lên đi. Trèo lên thử đạp đi em. Thử trèo lên đạp đi. Đạp xích lô đi. Tí nữa. Xích lô này chắc là không nổi đâu ha. Rồi tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi sau 5 phút nghỉ ngơi thư giãn và uống nước. Ở đây vẫn là con đường tranh 3D của chúng ta. Phía xa xa kia là bức tượng Phật đang ngồi. Ở đây là một bức tượng Phật nằm. Giống như khu vực chùa Long Sơn. À đúng đây là chùa Long Sơn thiệt. Đây có ghi chữ đây. Chùa Long Sơn. Những di tích lịch sử văn hóa Nha Trang được tái hiện một cách sinh động trên khu vực này. Trên khu vực những đoạn đường được khắc 3D này. Cá ở dưới hả? Em lên cái tòa vừa xong đi. Em lên cái tòa vừa xong. Ờ đúng rồi, lên cái tòa vừa xong đi. Là những cái chòi để khách ngồi nghỉ uống nước, uống cà phê. Đây, rất đẹp. Hôm nay bạn Quách Long Long. Quách Long Long sẽ biểu diễn cho chúng ta một bài hát. Người đến từ Triều Châu, đúng không? Cái phải bài đấy là người đến từ Triều Châu không? Bài đó là bài gì bạn? Lên nước bay huyền thoại, thần thoại em à. Thần thoại đúng không? Rồi bạn lâu rồi không thổi, sao mà thổi được. Không, cứ thổi đại đi. Có âm thanh của núi rừng ủng hộ và cổ vũ bạn. Bạn cứ thổi đi.
Đừng với mặt em được rồi. À. Ok. Em cứ cho âm thanh nó vào đây là được. Rồi, vậy thôi được rồi, đi thôi. Vậy là quá hay rồi. Đi lấy giờ khoảng 10 phút mà chưa hết con đường này. Để các bạn đã thấy là nó dài và nó rộng như thế nào rồi. Thế là bởi vậy lúc nãy đoạn đầu đường mình đã trình bày rồi là con đường này vẽ trong 2 năm. Các thợ ngồi Huế vào là vẽ trong 2 năm, vẽ miệt mài 3 thợ. Ngày nào cũng ngồi vẽ và ngồi vẽ. Đây. Những con chim ưng này. Những chim ưng được vẽ trên những tảng đá này. Những tảng đá vô chi vô giác mà được vẽ lên là thành những hình thù kỳ quái này. Đây này. Con sói này. Đấy. Đây đến đây là đến khu vực những bức tượng đây. Đây những bức tượng. Rồi. Đây này, phía trên này tiết lộ cho mọi nghe. Phía trên này là rừng cây của dân. Hồi xưa là mình lên đây là mình lên thẳng khu rừng trên này. Có rất nhiều cây cối, trái cây, chuối và bơ ở trên này. Hiện tại là đã được rào lại rồi. Đây. Rồi, mình tiếp tục đi vào khu vực mà những bức tượng. Đây. Đây có rất nhiều chú tiểu hòa thượng. Rất nhiều chú tiểu hòa thượng là đang ngồi. Chú thì đọc này. Chú thì ngồi suy nghĩ này. Chú thì vươn vai này. Rất nhiều tư thế những bức tượng khác nhau nhá. Đó. À, bên cạnh dòng suối. Thế trước mặt tôi là một cái trống đồng lớn luôn. Trống đồng rất lớn. Bên kia là một vị tướng. Vị tướng gì em? Quan Vũ. Quan Vũ hả? Ai thờ Quan Vũ mày? Quan Vũ có phải Việt Nam đâu? Chắc là hình tướng sĩ á. Đây là những chú tiểu. Chú tiểu đang ngồi tụ kinh. Đây có một cái chuông đồng rất lớn. Em tấn trước đi. Tấn trước rồi, xem anh chị em là tấn như nào. Wow, rất ngầu, rất ngầu. Tiếp theo phía sau khu vực mà trống đồng, cái trống à gì, cái đó là cái gì? Đâu phải? Chuông đồng. Chuông đồng. Chuông đồng là hai bức tượng nữa. Hai bức tượng Bồ Tát. À, một bức tượng Bồ Tát và một bức tượng Phật Quan Âm nhỏ. Đã vào nơi thánh, hãy mở lòng trong, lắng hưởng phát lạc. Chung là mình không hiểu lắm. Mình không hiểu lắm, mình chỉ đi quay gì ví dụ thôi. Những cái mà liên quan đến Phật Pháp thì mình không hiểu lắm. Sau khoảng 20 phút, 30 phút đi bộ trên khu đi bộ trên chỗ mà con đường tranh 3D thì bây giờ mình xuống tâm điểm chính. Tâm điểm chính của chúng ta và tâm điểm của khu du lịch này đó chính là khu du lịch là tàu ngầm Nha Trang. Và mình sắp
mình sắp tới là một cái khu gọi là khu tàu ngầm. Nghe nói bên trong nó rất đẹp. Và mình sẽ quay chi tiết bên trong cho các bạn xem. Nãy giờ mình cứ lin min ở khu vực tranh 3D này bởi vì nó quá đẹp. Rồi, mình sẽ không để các bạn chờ lâu và mình xuống khu tàu ngầm ngay lập tức. Các bạn chờ mình xíu nha. Và không để các bạn phải chờ lâu, đây rồi, hướng tham quan kiến trúc nhà hàng tàu ngầm. Kiến trúc nhà hàng tàu chiến và tàu ngầm. Đây, hướng tham quan, đây. Rồi, đây là khu lịch tàu ngầm của chúng tôi. Mình nghĩ là nghiên cứu về tàu ngầm đó thôi, nhưng mà không hiểu tại sao là thì ở trên núi đây. Tàu ngầm đây. Đây là con tàu chiến của chúng tôi nhá. Đây là tàu chiến, trước tiên là mình sẽ quay tàu chiến trước. Đây. Chiếc tàu chiến là nằm ở đây các bạn ạ, đây. Khung cảnh tàu chiến đây. Tàu chiến được thả neo bên cạnh tàu ngầm. Đó, tàu chiến là nổ cao hơn tàu ngầm. Tàu chiến là có 6 họng pháo hướng thẳng lên bầu trời. Đó. Đây. Tàu chiến là có 6 họng pháo. Những họng pháo này là hướng thẳng lên trời. Và trên nóc tàu ngầm là mình thấy là có 6 quả tên lửa. Bên cạnh đó là có 2 chiếc xe. 2 chiếc xe dạng xe Jeep hồi xưa này. Có 2 quả tên lửa rất to này. Đó. Còn đây là họng pháo. 6 họng pháo lớn và 1 họng pháo nhỏ. Đây. Đây là mình đang quay tàu chiến trước. Trong một chút xíu nữa mình sẽ vào khu tàu ngầm. Theo như quan sát từ trên cao xuống thì mình thấy rất nhiều cá ở khu vực tàu chiến và tàu ngầm này nhá, rất nhiều cá. Ê, cá cạnh này, đây. Cá quá trời này, này, đó. Và không để các bạn phải chờ lâu, mình sẽ vào bên trong con tàu ngầm này luôn. Bự mày mới chiến được chưa? Đúng không? Bự mày chiến được chưa? Giá rô được mà, trông đẹp lắm chị à? Đây, quá trời cá các bạn ơi. Cá rất nhiều nhá. Đây, các bạn có thể ngồi uống trà uống cà phê xung quanh khu vực tàu ngầm và tàu chiến này. Này, cá rất nhiều. Tàu ngầm được sơn màu đen đấy các bạn nhá. Sơn màu đen sơn rất công phu. À, bây giờ mình sẽ vào bên trong, trực tiếp bên trong. Rồi, đã tới nơi rồi. Đây chính là khu du lịch tàu ngầm của chúng tôi. Đây là bên trong khu du lịch. Chị thấy đẹp không? Đẹp đúng không? Dạ. Đây là những bình rượu cần này. Đó, những bình rượu cần. Trong con tàu này thì khá rộng. Thiết kế theo kiểu mái vòm. Đây. Thiết kế theo kiểu mái vòm. Những chai rượu ngoại này. Những chai rượu ngoại. Những chai rượu ngoại rất đẹp. Đủ các loại rượu luôn. Có thể ông chủ này là một ông chủ mà nghiện rượu chắc. Ông sưu tầm nhiều chai rượu như này. Trong lòng con tàu là có một cái miệng giếng. Chắc khả năng đây là mà chỗ này là để thông ra bên ngoài. Bên ngoài của tàu ngầm, lối thoát hiểm. Mình cũng không nắm được. Rất nhiều bức tượng này các bạn nhé. Rất nhiều bức tượng, rất nhiều chai rượu lớn, chai rượu quý.
mình sẽ đi vào vòng. Hennessy, XO. Đó. Đủ các loại rượu luôn. Đây. Rất nhiều chai rượu. Đây là toàn cảnh trong trong tàu ngầm. Để thành thủ mình chụp hình lại cho các bạn xem nhé. Rồi sau khi một hồi chụp hình trong con tàu rồi thì mình đang đi ở một vòng bên ngoài, một vòng bên ngoài con tàu. Vòng này được rất đảm bảo bởi các chú đã rào và căng lưới lại để đảm bảo an toàn cho các bạn. Con tàu nó có hai cửa ra vào, một cửa là bên này và một cửa là bên kia. Đây mình quay trực tiếp từ mũi tàu xuống đây. Nếu thời gian mình sẽ cố gắng mình ở lại mình quay vào buổi tối, nhưng mà mình không có thời gian nên là mình xin phép các bạn, mình sẽ gặp lại với các bạn những video sau. Hôm nay thì mình chỉ đi như vậy thôi. Rồi, chào các bạn. Sầu lo sẽ qua màu, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười mà ông ơi. Cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Dù đã có những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đã vui được mất từng đánh cực tận vào cuộc chơi, rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả, không chịu buông xuôi. Trong chân vay cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Quay trên này mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau. Chưa từng được hát vui này thôi ai biết mai sau. Đời là người này còn lắm câu thứ chi ai ôm hết âu lo. Bớt lệ nhé anh cười bộ con lê em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể sẽ hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau đêm hát lên như chưa từng được hát. Vui này thôi ai biết mai sau em ơi.
nhiêu sầu lo sẽ qua màu, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu. Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu, chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng tràn trường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đã vui được mất từng đánh cực tất vào cuộc chơi, rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả, không chịu buông xuôi, sống trên vành cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Quay trên em mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này tôi ai biết mai sau. Ngày dài chỉ cần chút.